Con tum phát hiện hầm vàng khủng trong vườn chăn dây. Ngày 21/1, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum và Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép với quy mô lớn. Trong rẫy trồng chanh dây của gia đình ông Nguyễn Văn Lý, trú tại thôn Tân Bình, xã Đắc Càn, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại hiện trường, một hầm vàng khủng rộng chừng 1,5 m, cao 1,1 m. Được các đối tượng ngụy trang cẩn thận. Được che chắn rất khó phát hiện. Tìm kiếm trong đường hầm, lực lượng chức năng tạm giữ 5 đối tượng gồm A 27 tuổi, trú tại xã Ngọc Tụ, huyện Đắc Tô, A 19 tuổi, và A Tiết, 16 tuổi cùng trú tại thôn Ri Mệt, xã Đắc Môn, huyện Đắc Lai, tỉnh Kon Tum. Cả 5 đối tượng này đều khai nhận đến đây làm thuê cho chủ hầm vàng hơn 20 ngày nay. Lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ nhiều máy móc. Phương tiện của các đối tượng gồm hệ thống điện chiếu sáng đường ống dẫn khí máy nổ, máy xay đá cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để đào đất và gần 10 tấn quặng nguyên khai. Ông Nguyễn Văn Lý, chủ vườn chanh dây khai nhận, đầu năm 2018, có hai người tên là Nghiên và An ở thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi đến gặp và đặt vấn đề tổ chức khai thác vàng trên khu vườn chanh dây của gia đình ông. Khi có sản phẩm sẽ ăn chia theo thỏa thuận. Kon Tum phát hiện hầm vàng khủng trong vườn chanh dây. Sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác liên ngành đã bàn giao các đối tượng khai thác vàng trái phép và máy móc, phương tiện cho chính quyền địa phương xã Đắc Càn tạm giữ phục vụ công tác xác minh, điều tra. Loài cua này có tên là Heikegani hay Heike, thỉnh thoảng người ta gọi chúng là cua samurai. Sở dĩ có những tên gọi này là do phần mai của loài cua Heikegani rất giống với khuôn mặt lúc giận dữ của những chiến binh samurai. Truyền thuyết kể lại rằng, những chi tiết trên mai của loài cua này là hình ảnh khuôn mặt của những chiến binh samurai. Người ta coi chúng là loài hiện thân của các chiến binh của gia tộc Heike, một tộc samurai đã bị đánh bại trong cuộc chiến giành ngai vàng năm 1185. Về sự giống nhau này, tương truyền rằng khi các chiến binh samurai chết, toàn bộ những gì thuộc về họ đã hòa tan vào biển, cơ thể chìm mãi xuống lòng cát lạnh, còn linh hồn đã hợp vào loài cua Heikegani. Để rồi từ đó, khuôn mặt căm hận của họ vẫn mãi được khắc vào mai cua. Không tin vào những gì chỉ là truyền thuyết, một nhà thiên văn học, đồng thời là một nhà văn nổi tiếng tại Mỹ, Carl Sagan, đã từng nêu lên suy nghĩ của mình. Ông cho rằng sự giống nhau trùng hợp này chỉ đơn giản là quá trình chọn lọc nhân tạo. Được biết, chọn lọc nhân tạo là quá trình mà con người chọn các loài động vật khác và thực vật theo một vài tính trạng đặc biệt. Quá trình này nhằm đào thải những biến dị bất lợi cho con người và tích lũy những biến dị có lợi. Theo đó, việc loài cua có mai giống với hình dáng khuôn mặt người là việc xảy ra trước. Sau này, những người ngư dân khi đánh bắt cá trên biển, nếu có bắt được cua hay Heikegani sẽ lập tức thả chúng xuống biển để tỏ lòng kính trọng với những chiến binh samurai đã tử trận. Điều này đã giúp duy trì một cách nguyên vẹn những gen của cua Heikegani. Việc những chỗ gấp trên mai của loài cua này có hình dạng giống như nếp nhăn trên khuôn mặt tức giận của các chiến sĩ samurai là do các cơ bám chặt vào mai. Con người nhận thấy điểm giống nhau giữa mai của loài cua Heikegani và khuôn mặt người là một hội chứng có tên pareidolia. Nói nôm na thì pareidolia là một loại ảo giác hay còn gọi là ảo giác bổ sung. Đây là hiện tượng khiến người ta luôn nhìn thấy những khuôn mặt từ chi tiết của những vật hoàn toàn không liên quan đến chúng. Nói cách khác, người ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cụ thể chỉ từ những hình ảnh trực quan mơ hồ, những đám mây, quả cam, làn khói. Nhưng dù sao đi nữa thì loài cua Heikegani vẫn được lấy cảm hứng từ sự tôn kính với những truyền thuyết đã có từ xa xưa, tồn tại cho đến ngày nay và nó mang trên mình những bí ẩn của tự nhiên.